Insidious, một series phim vô cùng nổi tiếng được đạo diễn bởi phù thủy kinh dị James Wan. Đến nay, series đã trải qua 4 phần phim vô cùng thành công. Cứ tưởng rằng phần 4 sẽ là kết thúc của chuỗi trilogy này, thì gần đây, trailer của phần phim mới đã công chiếu thông báo về sự ra mắt của phần 5 mang tên Insidious: The Red Room. Với thông tin thì phần 5 này sẽ được James Wan quay trở lại với vai trò sản xuất và được Patrick Wilson đạo diễn, nên tôi đã có một chút kỳ vọng về bộ phim này. Nếu các bạn cũng tò mò, thì hãy cùng tôi phân tích và dự đoán cốt truyện của phần phim này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Sơ lược qua 4 phần phim của Insidious thì có thể thấy dòng thời gian của phim này không được sắp xếp theo đúng trình tự. Cho các bạn đã biết thì thứ tự phim sẽ diễn ra theo timeline của cuộc hành trình bà đồng Alice cùng đội bắt ma sẽ bắt đầu từ phần 4 và phần 3, rồi sẽ tiếp diễn với những sự kiện ở phần 1, 2 tại nhà Lambert. Lúc đầu, tôi sẽ nghĩ phần mới này sẽ tiếp tục câu chuyện ở cuối phần 2, nhưng hóa ra đây là phần phim sẽ tiếp diễn sau câu chuyện của tại nhà Lambert. Mở đầu trailer là cảnh cuối của Insidious 2. Đây là lúc hai bố con Josh và Dutton đã được Kha, một thầy đồng có khả năng ngoại cảm giống như Alice, thôi miên và xóa trí nhớ. Cuối phần 2, hai bố con nhà Josh đã cùng nhau xóa trí nhớ để quên mất đi sự tồn tại của thế giới The Further, dự kiến sẽ là bối cảnh chính của phần phim này và tôi sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau. Sau đó là một loạt cảnh flashback tua ngược lại các kịch sự kiện với những con quỷ đã từng xuất hiện trong series được khép lại bằng cánh cửa đỏ. Sau đó, trailer đã cho ta biết được phần phim này sẽ xảy ra 10 năm sau sự kiện ở phần 2. Được biết, khả năng của hai bố con The Dutton có thể xuất hồn và đi lại trong cõi The Further đã gây ra nhiều hệ lụy. Nói qua về thế giới The Further, thì đây là nơi được bà Alice đặt tên, nằm giữa ranh giới của người sống và người chết. Vì là nơi hỗn tạp như vậy nên có sự tồn tại của cả những linh hồn xấu xa và tốt bụng. Vậy nên, nếu không có khả năng cũng như kinh nghiệm như bà đồng Alice, thì việc một người còn sống đi vào đây là vô cùng nguy hiểm. Josh là người đã có được khả năng đó. Theo câu chuyện, Alice đã biết được sức mạnh này của Josh khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Vì vậy, anh ta đã bị ám bởi cô dâu mặc váy đen. Và lúc ấy, mẹ của Josh đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Alice và xóa đi ký ức này của anh ta. Những bức ảnh đã được Josh ngồi xem lại trong một phân cảnh trong trailer. Có lẽ lúc này anh ta đã dần nhớ lại những ký ức cũ. Dutton cũng được thừa hưởng sức mạnh này từ bố và đã bị con quỷ mặt đỏ nhắm tới. Josh đã phải khai mở lại ký ức và cứu con trai mình. Phần 2 kết thúc với sự giúp sức của linh hồn Alice và Josh đã đuổi được cô dâu mặc váy đen. Nhưng có thể thấy, con quỷ mặt đỏ ám Dutton từ phần 1 vẫn chưa bị tiêu diệt và hắn đã trở lại trong trailer, thì có vẻ phần phim này sẽ là cuộc chiến giữa Dutton với con quỷ mặt đỏ tại The Further để cứu Josh chăng. Sau 10 năm, ta thấy được lúc này, Dutton đã lớn và ông bố Josh thì già yếu hơn. Cảnh phim tiếp theo đưa ta đến với căn phòng của Josh. Nhìn qua tôi nghĩ rằng hiện tại sau 10 năm, Josh đang ở một mình và không cùng với gia đình khi cảnh quan đã thay đổi. Anh ta đang được lật những tấm ảnh cùng với câu thoại. Đó có bố mấy năm nay mơ màng lắm. My brain just been foggy past few years. Có vẻ như sau khi được thôi miên tận 2 lần thì Josh đã bị ảnh hưởng đến thần kinh cũng như trí nhớ của anh ta. Anh ta đã phải trị liệu bằng cách sử dụng những bức tranh treo trên tường bằng kính để luyện tập hay chăng? Tiếp đó là sự xuất hiện của một con ma không xác định xuất hiện ngoài vườn và xông vào tấn công Josh. Theo tôi suy đoán, việc luyện tập trí nhớ này của Josh đã vô tình khiến cho khả năng của anh quay trở lại. Vậy nên những con quỷ đã bắt đầu xuất hiện và tấn công, khiến anh ta vô cùng khổ sở và thường xuyên gặp ác mộng. Tiếp đó, ta thấy được cảnh hai bố con và hai vợ chồng Josh đang nói chuyện với nhau. Qua cuộc hội thoại ngắn thì có vẻ như Josh lo lắng mới gặp lại gia đình mình khi cả nhà tụ họp sau đám tang của ai đó. Dự đoán có vẻ là cái chết của mẹ Josh, bà Lauren. Lúc này, Josh và Dutton có vẻ đã không còn thân thiết như trước. Sau khi bị thôi miên, thì cảm xúc của Josh đã thay đổi ít nhiều. Dutton đã lớn và được chuyển đến học tại ngôi trường mà Josh đang làm việc. Có vẻ có chọn theo ngành học mỹ thuật như sở thích của cậu hồi nhỏ. Người vợ có vẻ đang tạo không gian cho hai bố con gắn kết lại sau 10 năm xa cách. Why don't you drive Dalton to college? You still have a few weeks before your students show up, right? Just an idea to reconnect. I know it's been tough with you too. Vậy là hội thoại của hai bố con mang ý nghĩa gì? Hai bố con đã nhớ lại điều gì đó với The Further và đang tìm cách giải quyết chăng? Did you ever try and get help? Nah, I'm just trying to push through. Dựa vào đoạn hội thoại này, you're in the art school, I take it? Yeah. You go here too? Yeah. Ta có thể thấy được, Dalton đã gặp lại một người bạn cũ khá thân thiết từ nhỏ tại trường học. Trên cảnh đến buổi học vẽ của Dalton và sự hồi tưởng của Dalton về phần 1 khi cậu ta chỉ mới 10 tuổi và những chuyện đã xảy ra. Có thể thấy được cảnh quay lại đó có sự xuất hiện thoáng qua của con quỷ mặt đỏ và cánh cửa đi vào thế giới của hắn. Nhưng hiện tại, cậu ta đã chẳng nhớ gì cả vì ký ức đã bị xóa hết trong cuộc thôi miên lúc đó. Vậy nên, khi cậu ta vẽ bức tranh về cánh cửa đỏ thì mọi thứ về The Further đã bắt đầu quay lại. Cậu đã gặp ác mộng và tường về sự xuất hiện của mình trong The Further. Nhưng trong hai cảnh tiếp theo sau đó là hình ảnh của chiếc máy gõ nhịp được cài vào điện thoại giống với chiếc ở đầu trailer. Và bức tranh Dutton đã vẽ có liên kết gì với nhau không? Có thể là do Dutton đã thử làm gì đó để có thể giải đáp được những cơn ác mộng của mình. Sau đó là những cảnh quay chồng chéo của Dutton trong thế giới The Further và lãnh địa của con quỷ đỏ.
có rất nhiều ma quỷ xuất hiện trong trailer. Như từ dự đoán, những con quỷ đó đã bị quỷ mật đỏ điều khiển để hạ gục Dalton. Chiếc điện thoại được làm bằng cốc cũng là một điểm đáng chú ý khi đó là đồ chơi của Dalton và em trai hay chơi lúc nhỏ, cũng như Jude đã dùng để liên lạc với ông bố George trong thế giới The Further trước đây. Có vẻ lần này, chiếc cốc sẽ lại là một phương tiện liên lạc, hay sẽ là công cụ con quỷ mật đỏ đó để hù dọa Dalton. Của trailer là một đoạn băng thu lại của bà Alice. Nội dung của đoạn băng nói về sự đáng sợ của thế giới The Further và khả năng cũng như hệ lụy khi đều vào thế giới đó. Không biết trong phần này bị đội Batma hay bà Alice có quay trở lại giúp hai bố con George hay không, vì bà đã bị giết từ cuối phần 1 bởi cô dâu mặc váy đen rồi. Qua những chi tiết trên, tôi sẽ có một giả thiết về phần phim này. Đây sẽ là phần phim nối tiếp từ cuối phần 2 của Insidious. Phần phim có thể sẽ đi sâu hơn về kết cấu và lịch sử của thế giới The Further. Khởi đầu bộ phim sẽ là 10 năm sau phần 2. Lúc này, hai bố con nhà Lambert là George và Dalton đã được thôi miên và xóa trí nhớ về thế giới The Further và những con quỷ đã ám mình trước đó. Sau sự kiện đó, George, người bố đã bị ảnh hưởng và suy giảm về trí nhớ khi ông đã phải trải qua hai lần xóa ký ức. George đã chuyển ra ở riêng để tìm cách chữa căn bệnh trí nhớ của mình. Sau khi mẹ của George, bà Lauren mất đi thì gia đình mới được tụ họp lại đầy đủ. Đã có cơ hội gặp lại gia đình nhưng không thân thiết được như trước, đặc biệt là Dalton. Trong khoảng thời gian tự tìm hiểu và nghiên cứu về căn bệnh của mình, George đã vô tình khơi gợi lại trí nhớ về The Further và bị những con quỷ ở đó quấy rầy khiến George thường xuyên bị gặp ác mộng. George và Dalton đã có cơ hội được nói chuyện lại với nhau qua sự gợi ý của mẹ Dalton rằng hai bố con nên cùng nhau đến trường. Sau đó, Dalton đã chuyển đến trường đại học nơi George đang làm việc và gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình. Khi học tập tại đây, thì những bức vẽ của Dalton đã khiến cậu nhớ ra về những thứ không nên nhớ hay những ký ức về thế giới The Further. Cậu đã cùng cô bạn của mình tò mò và sử dụng chiếc máy đếm nhịp cài bằng điện thoại để thôi miên và cậu có thể đã kết nối được vào thế giới The Further. Từ đó, con quỷ mật đỏ đã bị đánh tín hiệu và thêm một cơ hội để chiếm lấy thân xác cậu một lần nữa sau khi thất bại ở lần đầu ở phần 1. Càng vẽ, cậu càng khai phá được những khả năng của bản thân và nhìn thấy kinh khủng của thế giới The Further. Bức tranh cánh cửa đỏ của cậu như một công cụ gián tiếp tiến tới cánh cửa đỏ trong The Further dẫn tới lãnh địa của con quỷ mật đỏ. George phần nào còn lại nhớ được về ký ức và khả năng của mình nên đã đi vào The Further, nhưng không may bị những con quỷ tại đây ngăn cản và mắc kẹt lại. Cùng lúc đó, Dalton hồi tưởng lại phần ký ức qua những lần gặp ác mộng của mình. Vì tò mò, cậu đã hỏi mẹ của mình về những vấn đề cậu gặp phải. Lúc này, bà đã kể cho cậu mọi chuyện và bố của cậu, George, cũng đang gặp tình trạng tương tự. Họ đã tìm đến cặp đôi bắt ma trước đây đã cùng bà Alice giúp đỡ gia đình mình và được họ cho xem cuốn băng của bà Alice để lại trước khi bà bị giết ở phần 1. Dalton đã sử dụng lại các công cụ như chiếc máy đếm nhịp trong điện thoại để vào thế giới The Further cứu bố mình và chống lại quỷ mật đỏ. Vậy, kết cục của hai bố con George và Dalton có thể đánh bại con quỷ mặt đỏ hay không? Hay có những ẩn khuất gì đó đã được bỏ ngỏ cho phần tiếp theo của Insidious? Hãy cùng tôi chờ kết quả khi phim ra rạp nhé! Đây sẽ là nội dung mới trên kênh của chúng mình. Nếu ủng hộ và muốn chúng tôi làm thêm về những bộ phim khác thì hãy comment phía dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Đừng quên cho chúng mình một like và một sub cũng như nút chuông bên cạnh để có thể xem những video mới nhất và nhanh nhất nhé! Mình là Bim. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi live off tiếp theo!